Xin chào quý vị khán giả yêu mến của kênh Tuần Hiệp TV. Ngày hôm nay thì đội thợ xây của nhà mình đã bắt đầu tiến hành cái công việc là đào móng và lên cái lớp móng á mọi người. Đấy, hiện tại thì các bạn đang làm việc đây này, Antonio. Hola, chào mừng người Antonio đến đây. Đây, ngày hôm nay là có bạn Antonio này, bạn Chiquito này, với cả là bạn Capade, là ba bạn này là ba bạn thợ chính ấy. Các bạn ấy là có cái tay nghề nên là mình cũng để cho các bạn ấy là tiến hành làm cái chuông á mọi người. Ở đấy thì hồi sáng thì các bạn cũng đã có đao xuống này. Cái lớp móng này là đao xuống như thế này, và cái bê rồng của móng này là có cái bê rồng là 40 phân này mọi người. Đây này, đấy, 40 phân, và cái độ cao của cái viên gạch này là 20 phân. Ở đây cái lớp móng này là mình sẽ lên hai lớp mọi người này. Đầu tiên là một cái lớp nó chạy dọc như thế này, còn cái lớp tên này là sẽ cho các bạn ấy là chạy ngang. Đấy, chạy ngang như thế này. Cái tầm độ cao của móng này thì là từ dưới chân lên thì khoảng tầm độ là 40 phân, thì nếu mà tính là phải hơn 40 phân đấy mọi người, là nói chung là cũng ok đấy đấy. Ở bên này thì người dân thì họ làm những cái nhà mà kiểu dạng nhà đất như thế này này, thì họ làm cũng rất là chắc chắn luôn. Mình thì mình thấy là kiểu như một ngôi nhà như thế thì có cái tuổi thọ từ 20 tới 25 năm là cái chuyện bình thường ấy. Chẳng hạn như đợt trước là mình cũng có ghi hình cho mọi người xem những cái ngôi nhà mà nó cổ cổ đây, là cái đấy là cũng phải 30-40 năm rồi đấy, nhưng mà nhìn rất là chắc chắn luôn. Karek à? Hi, xin chào các bạn, tôi là Karek. Chiquito. Hola, chào mọi người, tôi là Chiquito. Đây là Chiquito, đây là thợ chính của mình này, thợ chính Mestre Principal này. Karek à, ra nào? Thợ chính của mình đấy thì là có cái kinh nghiệm mà xây nhà kiểu nhà đất này là cũng lâu rồi. Gia tăng quan thời gian nó phải còn đôi sau casa adobe. Đây sao nó chef? Đây là 10 năm rồi đấy mọi người. Còn đôi còn đôi sau sinh nào tăng casa caído. Não, não. Todo DP. Todo DP. Todo DP. Yeah. Isso também, yeah. Também. Eu mestre na profissão, eu tô muito morto. Hã? Eu. Okay. Eu muito tempo na construção, mestre grande, muito tempo, muito morto. 11 năm. Dạ, 11 năm. 11 năm você thì bố cả mũi tôi. Đây này, còn ngoài ra còn có cả Capade này. Capade, thấy sao? Asina, Carecano, Asina colega. Esse colega é fraco. Ah, fraco, você não assina fraco. Esse colega é fraco. Como é que me ensina? Não, vou, Capade, agora vou ser teu professor. Tá vendo? Mas tem que me pagar mensal, é? Vou te ensinar bem, tá entendendo? Entendeu? Já? Agora seja um aluno. Agora começa a me chamar Careca já não, agora é professor Careca. Já? Já. Chân móng này thì là kiểu như là mình đã đóng những cái viên gạch này nó chắc chắn đấy, với cả là các bạn ấy sẽ là nhèm cái khô xuống, chặt xuống như này nữa là khi nước nó vào đấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều mọi người. Đấy, còn cái phần phía ngoài này là sau này là mình sẽ kiểu như đắp cao lên này, đắp phần giống như kiểu là có một cái hành lang bảo vệ móng đấy mọi người, thì nước nó sẽ không bị ngấm vào ấy, nó không chảy sạt vào trong chân móng ấy, nên là cũng sẽ đảm bảo đó. Tại tại cái ataca bên nhá, ataca bên tại furo là ele entra água nhá. Hôm qua thì mình cũng đo đạc cho các bạn ấy rồi, nên là sáng ngày hôm nay thì các bạn ấy cũng như thế mà đau thôi. Cái phần hồ là trộn dung cái đất này là trộn luôn này. Đất này là có cái độ kết dính cũng khá là cao ấy. Ở cái chuông lớn này là mình cũng tính là chỉ có làm hai ngăn đây này. Một ngăn bên này là có cái diện tích là 4m nhân 2m3 ấy. 2m3, còn bên này cũng vậy. Cái chuông gà bên này cũng thế, mình cũng sẽ ngăn ra. Ở cái bữa tường này là mình sẽ không xây cao đâu này, kiểu tầm độ khoảng 1m đến khi mà mình cho cả lợn nó ăn ấy thì mình cũng dễ dàng mà cho ấy mọi người. Đấy, ok.
rắn, rắn à, đấy bên này có rắn này, ý. Cuidado, ừ, não mete mal aí, ele com, já bate? Sim. Chega na. Dali, dali, dali. É grande ou pequeno? É grande, pouco grande. Oh, isso muito cobra, é? Ontem também matou cobra grande. Sim, sim. Ontem já morreu. Ei. Một con. Cuidado, ơi. Hả? Já morreu? Ơi, ainda pequeno. Isso tipo igual ontem. Sim, sim. A seu filho é ele. Hã? Cuidado, hã? Đấy, rất là nguy hiểm luôn mọi người. Ở trong rừng trong rú này là rắn nó nhiều lắm. Ngày hôm qua là ở ngay cái khu vực này này, các bạn ấy dọn dẹp cây cối ở đây ấy, là đã bắt được một con to lắm rồi đấy. Và ngày hôm nay lại con này này. Chega. Hả? Bate morreu já, chega. Cái chỗ này là cái lối đi nè mọi người, đấy. Thì mình sẽ làm một cái cửa ngay ở cái khu vực này này. Thì, mình nghĩ là một cái thôi. Thứ nhất là để cho nó an toàn này. Chỉ có một cái cửa bên này là nó an toàn hơn. Cả thứ hai là nó đỡ mất công mình phải làm cửa nhiều ấy. Ở phía ngoài kia thì hiện tại thì các bạn vẫn tiếp tục cái công việc là đào sán băng cái bờ hồ ở phía sau kia cả. Đấy. Các bạn đang làm sau đấy đấy. Ô, hoje basei na vez? Basei tem quem? Ele disse tem óbito. Tem óbito? Sim. Óbito de quem? Tio dele. Tio dele, tio, cadê? Mulher, tio dele, então, ele nasceu, neném morreu. Nasceu dois neném morreu. Ah, mulher do tio nasceu dois. Neném. Nasceu dois. Não sei se é. Condolência dele, já. Là bạn Antonio có nói là vợ của cậu bắt giới là đẻ sinh đôi mọi người, đẻ sinh đôi hai đứa nhưng mà lại mất. Ở sau cái khu vực hồ nhà mình đấy thì bây giờ nước nó cũng lên khá là nhiều này. À, sau 2 ngày thì mình nghĩ là nó lên khoảng tầm độ 20 phân. Đấy, tại vì là ngày hôm qua là mình còn nhìn thấy cái dấu chắn của cái mái ấy ở sát cái bờ đâu kia kìa. Đấy, nhưng bây giờ lại không có thấy nữa ấy. Thì nó lên khoảng tầm độ 20 phân đấy. Hiện tại là các bạn ấy cũng đang tiếp tục cái công việc sán cái bờ hồ ở phía đằng kia. Đấy. Ngày hôm nay ở phía sau này thì chỉ có 4 người sán thôi. Sang ở kia, ở cái chỗ mình đứng đấy là cái chỗ mà buổi chiều về là cái bóng mát ấy, nó sẽ gọi là nó sẽ ngả về hướng này này, ngả ngay cái chỗ gốc cây mà mình đang để lại ấy mọi người. Chỗ này là mình không có chặt là tại vì mình có cái dự định là sẽ làm một cái sàn á, cái sàn ngay cái chỗ cái cây này này để khi nào mà kiểu như là mình ra ngoài này mình ngồi chơi cho nó mát ấy mọi người, có cái cây ở phía bên này này đấy. Cái phía bên bờ hồ này là ngồi ở ngay cái khu vực này là mát. Mình thì mình cũng có cái hứng thú là câu cá ấy. Thì ra ngoài này ngồi uống trà câu cá các kiểu á mọi người, cho nó đẹp cho nó mát ấy. Đấy. Cái hồ này thì hiện tại là mình cũng đang chờ để kiếm được cái vối á mọi người. Mình xử lý trước rồi mình mới nuôi cá ấy. Tại vì vối ở chỗ này là mình cũng chưa có kiếm ra ấy. Mình đi hỏi mấy cái cửa hàng của những người gọi là Bắc Phi sang đấy, người ở Mauritania này, người Guinea này, đấy. Mấy cái cửa hàng mà họ bán những cái đồ đoàn như thế này là hỏi nhưng mà không có. Mình cũng đang nhờ người ở trên Luân Đa họ mua ấy.
mà chưa, họ cũng chưa mua được. Đấy, khi nào mua được vôi thì mình lúc đấy mới hút được ấy. Hút được lên xong rồi bắt đầu khử vôi. Khử vôi, có một số quý vị khán giả thì có nói với mình là ngâm chuối ấy. Chắc là ngâm chuối để tạo bùn hay là cái gì đấy. Thì mình cũng sẽ ngâm thử và mới, lúc đấy mới bắt đầu tiến hành là mua giống cá về để thả cho mọi người. Đây cả bạn đang làm đây. Hola. Manuel agora fala bem. Nói giỏi rồi. Cansado? Não, chef. Não. Não cansado. Aqui não tem sítio vende aquele coisa branca, né? Fala cala, né? Cale. Cale. Sim, cale. Cale. Sim. Não tem? Se tu vender. Tem. Loja, cidade, aparecer. Eu fui lá no Mauritânia, mas não tem. Será loja do angolano? É, sim, loja do angolano, aí procurar ao lado da ponte da União. Ah. Sim, aí também tem uma loja. É só chegar, procurar, ou então perguntar o nome dessa tinta aqui, o Cale. Sim, não Cale. É tinta, aquele? Sim. Aquel, branco, pó. Pó, tipo pó, mas sim. Mete água, ele que fica quente. Sim. Sabe, né? Conhece? Sim. Conhece. Na loja, na cidade, tem loja, muita loja que vende. Sim. Aqui, usa cale fazer o quê? Ah, nós aqui, cale, usa assim, pintar assim, por exemplo, pau. A pintar pau? Sim. Assim, baixo, pintar assim, volta toda ela. Pau assim, fila, fica bonito, todo pinta mesmo, fica bonito. Não, é bonito, sabe ele pinta fazer o quê? Sim. Ele pinta pra bicho, não coisa. Ah, não estragar, não comer, tá vendo? Eu pensei, pintar bonito. Não, bonito, também bonito, mas sim. É importante ele pintar assim pra não entrar bicho. Bicho ele não vem aí onde tem pau, tá vendo? Ah, sim. Yeah. Sim. Agora eu quero comprar aquele para meter lá no lago nosso. Também para tirar lixo dele. Okay. Tirar lixo aqui, depois tirar lixo. Também aqui tem água, ele tem aquele amarela, não. Quando cai aí ele não tem aquele amarelo, tipo junta aí no terra, não vê? Sim, aquele de lado, sim. Tá vê? Sim. Aquele. Sim. Chama, não sei o nome aqui, chama que, mas é nosso, chama Fen. Fen Chua. Okay. Ah, isso, meter lá, ele desabraça. Depois, meter peixe, ele é meio grande. Okay. Tá, cresce mais, cresce. Fica mais grande. Uhum. Sim, chefe. Yeah. Tá bom. Depois, chefe, se dá só perguntar, depois aparecer. Yeah. Aparecer. Tá fixe. Já, é mesmo. Tudo coisa meter onde se tu não tem, já? Sim, chefe. Ah, onde falta terra, meter lá, já? Sim. Já. Yeah. Đấy, cả bạn ngày hôm nay là cũng sáng gần hết cái mặt bờ phía bên này rồi. Hôm nay thì chỉ có 4 bạn thôi mọi người. Đấy. Sáng hết cái phần này. Buổi buổi sáng thì nhà mình mất khoảng tầm độ 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng để mà cho các bạn ấy tưới rau á mọi người, nên là mất khá là nhiều thời gian vào cái công đoạn đấy. Thì sau khi mà mình đào được cái hồ này thì vài bữa nữa thì mình cũng sẽ cố gắng mà làm thiết kế cái hệ thống mà gọi là tưới ấy. Hút được từ đấy mà xuống đấy tưới để cho các bạn ấy làm cho nhanh nha mọi người. Kiểu như bây giờ mà mình tưới bằng cái gió đấy á, thì nó rất là lâu luôn, mất rất là nhiều thời gian. Agora sim, já podemos nadar aí. Aí, né? Eu achei que o Celestino é o Janadá. Janadá? Sim. Nadar que hora? Ontem? Não, ainda não nadamos lá, chefe. Só você falar Janadá agora? Não, temos plano. Esse que o chefe perguntou que não. Já pode nadar lá. Não. Esse eu falar nessa água pode nadar. Sim. Né? Sim. Ou ainda fanda? Ainda falta lá. Não, no meio, eu pensava já. Não, no meio já dá. Ah. Sim, no meio já dá para nadar. No meio tem muito. Sim, no meio tem lá muita profundidade. Tem muito. Đây được, nên này. Chỗ phần giữa này là bây giờ là
nhiều lắm rồi đây. Chỗ này là mình hy vọng là nó lên ngang để tới tầm này là đẹp này. Đấy. Tú đu sabi nada nè. Quem não sabe? Eu sabe pouco. Sabe pouco? Sim, sabe pouco. Assim, quando nada, não nadava, ele entra abaixo, chama quem? Feliz, né? Simba. Nós chamamos Simba. Simba? Sim, está tirando debaixo d'água, entra. Andar debaixo d'água. Entrar de cabeça. De cabeça, depois nadar. Assim, de lá embaixo, sim. 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 Aparecer lá em frente. É? Simba. Simba? Sim, sim. Então, quem pode assim, Fimba, mas não aparecer mais. Sim, sim, assim, assim depois já vou aumentar. Assim, se eu Fimba, já não aparecer mais, aí bebê já vou d'água. Bebê já vou d'água, morrer já. Camama, né? Sim, camama, sim. Agora, a chefe, vem puxar eu d'água já, para devolver a barriga já, bem grande. Aqui também, pessoa assim, só 3 dias para subir. Primeiro você assim, bebê, ele vai ficar no sal. Sim, sim. Depois, quando assim, flama a barriga, tudo, ele, você subir. Subir já, tem que 3 dias. Sim, sim. Não. Sim, nós aqui também, aqui saber também isso. Sim, tudo pessoa copro igual, sim, por sim. Isso assim. Sim. Chefe, eu depois... Satriar lá. Hã? É? Eu depois satriar lá para nadar. Hoje? Hoje. Hoje sim, bode. Quando terminar, mas assim, sim. Frio muito. Sim, frio muito. Você vai fazer muito frio. Đất ngay bữa trước mình xúc lên này, bây giờ này, bàn này cuộc mà cứng đẹp luôn này, đấy. Đất rất là cứng luôn đấy. Kiểu như ở bên này mà cái đất khi mà có nước ấy thì nó mềm, nhưng mà khi mà khô nó rất là cứng. Vì vậy nên là khi mà cả bạn ấy làm nhà bằng gạch đất ấy cũng rất là đảm bảo, nó cũng được tầm độ vài chục năm đấy. Yeah, for su trabalho, yeah. Obrigado. Tưởng mình có dàn một anh Việt Nam đi luôn đá mua cho mình một cái giống mà rau cần nước á mọi người. Đấy này. Đấy, mình nhờ anh ấy mua. Cái giống rau cần nước này ở trên Luân Đa họ bán là một ký như thế này là 2.500 này. Mình mua 2 ký về mình thử gieo ở phía dưới này xem thử có nó lên có được hay không ấy. Đấy, cái giống cần nước này ăn thì cũng khá là ngon đấy mọi người. Đấy. Anh đi mua mà mất 2-3 ngày gì đấy nên bây giờ cái cây này nó cũng khá là héo mà đấy. Sao biết cái? Você meteu aqui coisa. Mete ainda assim, depois nós quero fazer lá, mas só mete assim para ele não morreu ainda. Já? Tocar cá, kiểu như gọi là dằm xuống rồi bùn lên cho nó sống cái đó mọi người. Sau vài bữa nữa mình làm đất ở phía dưới cái hồ, phía dưới kia mình làm một cái bãi để mình trông cho nó đàng hoàng tử tế. Isso aqui não tem, né? Rau cân. E aqui comer, plantar, não comer, plantar fazer o quê? Chama rau cân. Isso comer muito bom. Comer com carne de boi. Refoga com carne de boi. Rất là ngon. Gà nào, gà nào cozinha com isso. Isso com boi é mais bom. Com boi é muito bom. Muito ngon, rất là ngon. Việt Nam ta tem muito tipo verdura, né? Aqui e não tem pouco. Verdura Việt Nam é nhiều lắm. Nhiều lắm, đúng rồi. Seu filho Mimi, hoje ele está doente. Miminha, me engana,
có một chút vấn đề về sức khỏe mọi người, nên là ngày hôm nay không có đồng hành cùng mình. Nói chung là Careca cũng khi mà không thấy là cũng hay hỏi, hay quan tâm tới ấy lắm. Đợt như đợt trước mình không đi lên đấy ấy, mỗi Mimi lên nhưng mà Careca không thấy mình là cũng hỏi, nhất là hay hỏi mình về cái vấn đề là xe có bị hỏng hay không chứ không hỏi là đau ốm gì, nhưng mà cứ lên là không thấy mình lên là cứ lại bảo là xe có vấn đề gì không. Você muito tempo não vê eu sub aqui, você sempre pergunta Camel tem problema ou não, né? Eu vi o caminhão passar ontem. Yeah, ele leva bloco local. Hoje também. Hoje é igual longo. Tem muito sítio para levar. Boa de. Você, marca você, levar você, depois não tem pessoa aqui controlar. Tá vendo, né? Tem pessoa controlar aqui. Yeah, tá bom. Yeah. Acabar depois vai, vai já continuar a trabalhar, né? Cái xô cô đã lại á. Đấy, bây giờ là mình sẽ đi lại đâu kia xem thử coi là mẹ con nhà Cathy làm cái gì đây. Cái gian gấc của nhà mình bây giờ nhìn bắt đầu là tan rồi mọi người ạ. Này, lá bắt đầu là khô rồi, khô hết mất rồi. Có một số cây là nhìn nó đang còn xanh tươi, còn một số cây là bắt đầu nhìn nó bị khô héo đấy. Đây này, đấy. Cái quả này là cũng nằm trong cái giấy mà bị héo, bị khô rồi này. Quả bây giờ nó nhìn nó vàng rồi mọi người, bắt đầu chuyển sang cái màu cam đậm rồi này. Đấy là chuẩn bị chín rồi hay sao ấy. Đây. Cái lá của nó héo như thế này rồi, không biết nó có bị hỏng hay không. Hồi lâu rồi thì cũng có một số quý vị khán giả có nói với mình là cái chẳng hạn như cái cây mà cây gốc này này, nó lên được cái gốc to như thế này rồi là mình sẽ phải là cắt đi ấy, cắt để mà cho nó lên cái mâm mới ấy. Có lẽ là đợt này là mình cũng sẽ tiến hành cắt luôn mọi người. Đấy, cắt cái này đi để cho nó lên cái lửa mới chứ nó cũng thịt héo hết đấy. Để lâu sau mình chỉ sợ là cái gốc nó cũng hỏng mất. Ở chỗ này là mình đã thấy là nó lên cái mâm mới rồi mọi người này. Đây. Đấy, ngay chỗ này này. Còn những cái mâm mới nó mọc lên đây này. Khả năng là cắt ngay cái khúc này là được này. Này. Cái cây gốc này thì mình cũng chưa trồng bao giờ ấy, nên là mình cũng không biết là cắt như thế nào hay là như thế nào, thì mong quý vị khán giả góp ý thêm, tại vì cái gốc này ở bên này trồng rất là khó mọi người, lên được như thế này rồi mà bây giờ nó chờ nó chết mất nữa này. Này mẹ con nhà Lý thì đang làm cỏ đấy này. Đấy, Lý Cathy phải là grande nhé. Mira aquí này Lý. Xin chào mọi người, em tên là Ly. Xin chào mọi người, em là Ly. Ly. Ta-da. Dạ ta bay nhá. Dạ. Ê, dạ bay nhá mà sao mặt mũi lùm thùm thế nhỉ? Chắc là cho cầm người gì đây. Ê. Ê. Yeah. Ta fazer capi aqui. Hành của nhà mình bữa nay nó mọc rất là tốt luôn này. Rất là đẹp luôn này. Đấy. Bây giờ tâm lá của nó phải được 50 phân rồi đấy. Chứ không ít đâu. Này, con cái thân của nó bây giờ nó to, nó khủng không? Nên là đẹp. Ở phía bên này thì bữa trước mình cũng có trông lại á, trông thêm một lứa hành rồi này. Nên bây giờ nó cũng lên này này. Nó lên cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Mới trông để mà bây giờ nó lên này. Lên được như thế này đây. Cái hành mùa này trông khá là ok. Nếu như quý vị khán giả mà có theo dõi những cái clip trước của Hiệp mà từ năm ngoái á mọi người, lúc đấy là tầm đầu tháng 11 ấy,
tháng 11 hay tháng 12 gì đấy, là mình cũng có trồng hành ở phía sau cái chỗ này này, sau cái chuồng gà mọi người. Ở sau đấy là đợt để trồng thì nó cũng lên nhưng mà cái củ nó được rất là ít luôn. Cái củ nó không có to ấy, với cả là một số cây nó bị kiểu như là nó bị úng á mọi người. Tại vì cái mùa đấy nó cũng mưa ấy, nên là không được. Nên là mình thấy là trồng hành vào cái mùa lành mùa khô như thế này rất là ok luôn này. Nó lên rất là đẹp luôn. Rì kìa. Đấy, em bé Kareka thì suốt ngày cười này. Rì kìa. Đi kìa, bài nó tiêu mà, bài tiêu Ibuska Ulasa mà. Đây, Apri, đá hê lên, bên công mì của bài nó papa. Bên nó papa. Đây. Đây. Y papa ya, y papa ya. Bài nó papa ya. Đây. Ở phía bên ngoài này thì các bạn đang bắt đầu lên cái lớp thứ hai đây này. Đấy, lớp thứ hai của móng á mọi người. Đây này. Papa, papa, papa. Você deu como é que é? Deu como é chogo? Você deu na chogo? Você deu na choga? Não quero vai papá. Não quero vai papá mais. Tá como aí? Aqui estamos já fazendo o último nível. As the chemicals they take us higher, the night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Hôm nay thì mình cũng quên mất là đưa cái ống nước lên để cho các bạn lấy mặt bằng ấy, thì để ngày mai thì mình cầm lên. Vì lúc này thì cũng gần chiều rồi nên là mình cũng không quay về dưới thành phố nữa, nó mất công á mọi người. Đấy. Namanya traje que mangueira para fazer nieve, fazer bom nieve. Đấy. Cho các bạn lên lớp lấy cái góc vuông, lấy cả cái góc vuông xong rồi thì thì ngày mai mình sẽ lấy lại mặt băng ấy. Làm cứ băng ở dưới chân móng lên thì nó để khi và xây lên thì nó khỏe hơn em mọi người. Se ainda não coso, não fazer nieve ainda, então agora amanhã eu trazer mangueira para fazer nieve, já? Entende? Mesmo talvez na abençoe do quando for na hora do céu, na vitória só que não encaixa com a batalha na ia. Ah, já. Tá fixe. Agora, vou ter que arrumar coisa. Arrumar já coisa, lavar já, sair já, já. Cái công việc ngày hôm nay thì cũng được như thế này rồi. Nói chung là các bạn làm cũng kiểu như các bạn làm thì cũng nhanh thôi, nhưng mà như mình thì mình cũng hay là nắn hay chỉnh các bạn ấy, làm cho nó phải là bằng phẳng từ đầu luôn ấy, thì sau này làm cái gì nó cũng dễ dàng hơn ấy, nên là các bạn làm có một chút chậm trễ mọi người. Đấy. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào, hola. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại ngày mai.